Hello, chào các bạn. Mình là Hậu Miền Tây đây. Mình bữa nay mình sẽ làm một cái món là con cua chuộ gan me nha các bạn. Chào các bạn. Đây nè các bạn, đây là con cua chuộ nè. Nhìn nó giống như là con mắc khía gì đó các bạn. Đó, thấy không? Đó, cua đó. Và bây giờ mình tiến hành mình làm chế biến nó nha các bạn. Bấm cho nó chạy không? Rồi. Rồi bây giờ mình tiến hành mình làm nha các bạn. Đây nè các bạn. Vụ này các bạn mà không biết làm để tay vô là nó kẹp cái tay là lạ lắm á. Rồi kéo xa xa ra. Đó, rồi bây giờ mình tiến hành làm các bạn. Đó, kéo nó ra. Cánh kia chín lắm rồi. Tốc tăng luôn đắng lắm. Các bạn, nè. Dạ. Nóng là chối ngon lòng đáy. Hai em. Em được chút chạy còn anh. Dạ. Con này nó lăn ra đó. Con kia nó chạy kìa. Cách cái chụp pía ấy. Hả? Pía chụp pía bay khăn đó. Đắp cuốn cuốn luôn á. Dạ. Mấy con nô quá. Mày ăn. Chụp cho ai tí. Con nãy có trứng á, con có đầu có trứng á.
chạy rồi. Ôi Tú dở cái máy quay qua, mình để quay còn ai nữa. Qua bên đó quay lại. Quay 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 cái Vĩnh, dở lên. Quay từ từ, đừng có quay gấp. Rồi ngưng. Có màu đỏ. Đây, các bạn. Con chuột ủ mình đã chế biến xong rồi đó các bạn. Làm sạch rồi đó. Chút xíu nữa là bắt lên chảo là xào gan me á. Dịch, chào các bạn ơi, Dịch. Chào, bạc bạc. Mà không biết chào gì hết Dịch này. Ăn luôn. Me các bạn, cái này là me. Làm sốt. Giòn có nít chóng quá. Ngon có nít ngon. Anh nít. Cá lòng tông kho mà. Cá lòng tông kho nè các bạn ơi. Mua của cô Thảo Sương. Rồi, bắt chảo lên tiến hành làm. Tỏi đi. Vô, đã chuyển cho nó ấm. Nó chuyển được tán đó. Chù ủ chèo ẻo. Tú dọn thao lên tú hai cái lắm. Dọn rửa sạch. Thơm rồi đó các bạn. Mùi tỏi bốc lên thơm rồi đó. Nên rau gầm á. Rồi đổ mè vô. Bây giờ mình đổ cua vô nữa. Nó bị chảnh chắc mình khòm lắm á. Chảnh. Hả? Bước ra ăn học việc tóc này rồi. Đi bẻ, bẻ một lắm rồi. Bẻ cái lá ăn học vịt lộn đó. Biết không? Không biết kêu tình bẻ vô. Ở góc này nè. Chớ mày bẻ đấy được đấy mà. Sách dình thiên kim. Dình thiên kim thôi chẳng á. Ờ bà không thích.
Thư hết chặt cho luôn. Đổ bỏ, đổ bỏ. Anh lọ cải xanh cải phùng quý đó. Thư là bột chú. Ồ. Chịch chịch chứ hả? Sống chắc là dứt. Thằng sau nó còn bàn ai nó khó. Cắt lên thế này kia. Mình đặt tức rồi. Mấy cái. Giam nha. Đừng bọt bạn xem áo ấy. Anh đánh lên. Đánh lên. Đánh lên. Chị xí mình tặng tha đặt nó mệt chứ. Mày đi bẻ rau mày ăn cắp bữa người ta nữa. Hả? Cắp bữa người ta nữa mày. Có không? Chứ bẻ rau găm bẻ cỡ xí gục lực lộn phía kia hốc kia. Phía chục. Anh nó. Nó cột đó các bạn, cột có đóng ra ngon. Cột có gì? Tất tất Trắng ơi. Ừ, bán con Út bán ốm. Trời má. Nhiều quá vậy? Út nó làm gì? Có hỏi không? Út hỏi xà cua. Con hỏi. Nó xà cua thơm mùi nha. Hai ba lá được rồi, giờ thơm thơm sao. Bạn ơi, xào mà sợ nó không chín lấy cái nắp đậy lại luôn mà. Cho nó chín tại cái con cua này nó còn sống là cái màu của nó đỏ rồi, không biết nó chín cái màu sao bây giờ mình đậy nắp lại. Bạn ơi, chín rồi. Hòm để nó nè. Hòm. Ừ. Hòm nè. Nè, bỏ rau găm vô. Tích bán đấy. Trời ơi. Ăn thôi. Ừ. Xào quá lắm. Thế ông về. Thôi hết. Rồi để ớt cỡ một chục trái vô.
sắc cả chục trái vô khỏi cho nó ăn luôn. Ăn tới làm biếng luôn. Ăn nhiều quá. Cay mặt lắm. Là mình thử làm ngon thử coi ngon không, kiếm con nào bự bự bóc tay luôn à, bóc tay ăn luôn chỉ biết ngon, chỉ biết chân chất thôi. Mình ăn thử con mà giờ mời các bạn ăn con ơi, con cua chủ ủ với mình đó các bạn. Ăn miếng giỏ thì miếng ngon. Bây giờ mời các bạn ăn ăn cua với mình nha các bạn, cua con mẹ các bạn. Ngon các bạn, thịt cũng ngọt, người ăn nguyên rõ luôn. Mùi vị tí lắm, mùi trần bằng khám, mùi trứng xếp khám, trần bằng khám. Ngon đó các bạn thấy video hay nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh các bạn. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Yeah.